Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 19 tháng 9 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ tuyên bố trừng phạt Iran ngay sau khi tiến hành thỏa thuận trao đổi tù nhân. Tin vui, Florida ban hành luật mới để bảo vệ cho Tổng thống Trump Mỹ tìm thấy xác tiêm kích F-35 thất lạc. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran vào ngày 18 tháng 9 đã tiến hành trao đổi tù nhân sau khi 6 tỷ đô của Iran bị đóng băng tại Hàn Quốc đã được chuyển đến tài khoản tại Qatar. Ngay sau khi tiến hành trao đổi tù nhân, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân Iran do bắt giữ nhầm công dân Mỹ và công dân nước ngoài. Tòa Bạch Ốc cho biết, Năm công dân Mỹ bị giam giữ tại Iran đã được trả tự do ngày 18 tháng 9 để đổi lại việc trao trả tự do cho năm công dân Iran bị giam giữ tại Mỹ và gỡ bỏ phong tỏa 6 tỷ đô của Iran bị đóng băng tại Hàn Quốc. Các công dân Mỹ đã lên một chiếc máy bay của Qatar để trở về Mỹ. Qatar là quốc gia đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran. Giới chức Mỹ cho biết, số tiền 6 tỷ đô của Iran vừa được gỡ bỏ phong tỏa sẽ chỉ được sử dụng cho các giao dịch nhân đạo như là thực phẩm, thuốc và các sản phẩm nông nghiệp. Mỹ cảnh báo sẽ lại phong tỏa khoản tiền này nếu Iran sử dụng cho mục đích khác. Vào cùng ngày, Mỹ đã công bố trừng phạt Bộ tình báo và an ninh Iran, cựu tổng thống Iran Momos và ba quan chức chính phủ Iran do liên quan tới việc bắt giữ tùy tiện và không công bằng các công dân Mỹ và công dân nước ngoài tài sản của các cá nhân và thực thể trên ở Mỹ sẽ bị phong tỏa và mọi cá nhân và tổ chức tài chính bị cấm giao dịch với những người này. Tin vui, Florida ban hành luật mới để bảo vệ cho Tổng thống Trump. Quý vị thân mến, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa Florida đã bỏ phiếu loại bỏ yêu cầu cam kết trung thành để được tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang đánh dấu một chiến thắng dành cho cựu Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực đánh bại thống đốc Florida Ron DeSantis và những đối thủ khác trong cuộc đua tranh cử năm 2024. Cựu Tổng tư lệnh cho biết, ông sẽ không ký cam kết như vậy, vốn đã được bổ sung vào điều lệ đảng chỉ vài tháng trước. Giờ đây, điều đó sẽ không làm ông bị tước quyền khi ông chuẩn bị tranh cử ở tiểu bang nhiều đại diện này. Một phát ngôn viên của thống đốc Ron DeSantis nói với The Epoch Times, rằng việc phản đối cam kết này thật đáng ngạc nhiên. Chúng tôi tin rằng bất kỳ ai muốn tranh cử tổng thống với tư cách là thành viên đảng Cộng hòa nên sẵn sàng cam kết ủng hộ ứng cử viên cuối cùng của chúng tôi. Thật ngạc nhiên khi bất kỳ ai quan tâm đến việc chứng kiến thất bại của ông Joe Biden vào năm 2024 lại không đồng ý. Ông Brian Griffin, thư ký báo chí chiến dịch tranh cử cho ông Ron DeSantis nói rằng. Một khi ông Ron DeSantis có được sự đề cử của đảng, chúng tôi hy vọng tất cả mọi người trong sân chơi này sẽ tham gia cùng ông ấy trong cuộc chiến đó. Vào ngày 15 tháng 9, một quan chức có mặt trong cuộc họp ủy ban điều hành của đảng đã xác nhận với The Epoch Times rằng Phần viết về cam kết trung thành đã được xóa bỏ. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau những cánh cửa đóng kín trong một phòng họp nhỏ tại khách sạn Rosen Center hôm tối thứ Sáu. Cuộc họp ủy ban điều hành này là một phần của cuộc họp hàng quý lớn hơn của đảng vào mùa thu. Ngay sau khi cuộc họp bắt đầu, khoảng 50-60 đến 60 thành viên cấp tiểu bang không có quyền bỏ phiếu đã được mời ra khỏi phòng. Họ và khoảng 50 đến 60 người khác, chủ yếu là những người ủng hộ ông Trump, tập trung quanh một hành lang gần đó trong lúc các thành viên ủy ban điều hành cấp tiểu bang của đảng tiến hành thảo luận Bầu không khí thật là căng thẳng, những người ủng hộ Tổng thống Trump lo ngại cam kết trung thành sẽ làm tổn thương đến ứng cử viên mà họ đã chọn, đứng nổi bật giữa một loạt những người mặc vest công sở buồn tẻ. Một người phụ nữ mặc áo t-shirt có dòng chữ Donald Trump did nothing wrong. Ông Donald Trump không làm gì sai cả. Một người ủng hộ Tổng thống Trump khác, bà Debbie Stoller đến từ Atamosti Supreme, Florida, nói trong một cuộc phỏng vấn với The post -time. Nếu không có ông Trump, thì giờ ông DeSantis đã chẳng phải là thống đốc. Lý do tôi ở đây là vì tôi cần ông Trump có tên trên lá phiếu. Bà Stolte cho biết bà nghĩ ông DeSantis là một thống đốc tuyệt vời. Bà nói bà đã tình nguyện đến giúp đỡ ông trong lần tranh cử thống đốc đầu tiên và cả chiến dịch tái tranh cử thành công của ông. Tôi đã quyên tiền cho ông ấy. Tất cả chúng tôi đều làm việc để ông ấy trở thành thống đốc của chúng tôi lẽ ra ông ấy nên đợi để tranh cử lần sau. Tại một cuộc họp hồi tháng 5, Ủy ban điều hành đảng Cộng hòa Florida đã thông qua quy định yêu cầu những người muốn có tên trên lá phiếu sơ bộ của tiểu bang phải cam kết trung thành. Ngôn ngữ trong quy định đó yêu cầu những người có mong muốn tranh cử rằng họ không nên tìm cách tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập không liên kết với đảng phái hoặc là một ứng viên ghi tên thêm vào lá phiếu hoặc tìm kiếm hoặc chấp nhận đề cử làm ứng cử viên tổng thống của bất kỳ đảng phái nào. Quy định đó cũng yêu cầu các ứng cử viên tương lai phải ủng hộ ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa, bất kể đó là ai. Nếu họ không nhận được đề cử đảng cộng hòa của tiểu bang florida không phải là đảng duy nhất thu hút sự chú ý của những người ủng hộ tổng thống trump vì những thay đổi được cho là gây bất lợi cho cựu tổng thống vào hồi cuối tháng 7, Ủy ban Điều hành Đảng Cộng hòa California đã phê chuẩn một thay đổi quy định đối với cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 3 tại tiểu bang. Theo đó, các đại diện của tiểu bang sẽ được phân chia cho mỗi ứng cử viên theo tỷ lệ dựa trên tỷ lệ tổng số phiếu bầu mà ứng cử viên đó giành được, trừ khi một ứng cử viên giành được hơn một nửa số phiếu bầu trong tiểu bang. Vào đầu tháng đó, đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích từ bà Laura Blommer và những người khác ủng hộ Tổng thống Trump, những người cho rằng đề xuất đó có lợi cho ông DeSantis. Nhưng các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại tiểu bang chỉ ra rằng thay đổi này xảy ra là do yêu cầu mới của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa với thay đổi quy tắc hiện đã giúp chúng tôi tuân thủ các quy tắc của RNC, không chỉ các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa được khuyến khích dành thời gian thực để vận động tranh cử ở tiểu bang của chúng ta và đưa ra quan điểm của họ trước cử tri, mà các cử tri đảng Cộng hòa cũng sẽ được khuyến khích đi bỏ phiếu ủng hộ cho ứng cử viên mà họ chọn để giúp họ giành được đại diện. Chủ tịch đảng Cộng hòa California Milan Pasterson cho biết trong một tuyên bố sau khi ủy ban điều hành thông qua thay đổi này. Ngoài ra, RNC đã yêu cầu những người tham gia tiềm năng trong các cuộc tranh luận của họ phải ký cam kết trung thành để tham gia. Cựu Tổng thống Donald Trump đã không tham dự cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên diễn ra tại Milwaukee vào ngày 23 tháng 8. Ông cũng dự kiến sẽ không xuất hiện trong cuộc tranh luận tiếp theo diễn ra tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở thông lộng semi California vào ngày 27 tháng 9. Mặc dù cựu Tổng thống Trump là trung tâm của cuộc thảo luận về cam kết trung thành, nhưng ông và những người ủng hộ không phải là những người duy nhất chỉ trích những biện pháp như thế. Thưa quý vị, cựu thông đốc Arkansas Hutchinson mô tả việc cam kết để tranh biện là không giúp ích trong cuộc phỏng vấn trên CNN vào hồi tháng 3. Mỹ tìm thấy xác tiêm kích F-35 thất lạc Thưa quý vị, giới chức Mỹ thông báo đã phát hiện bãi mạnh vỡ của tiêm kích F-35B mất tích khi phi công phóng ghế thoát hiểm trước đó một ngày. Cụ thể, tài khoản mạng xã hội của căn cứ GBC đăng thông báo vào ngày 18 tháng 9, binh sĩ thuộc căn cứ Liên hợp Charleston GBC và căn cứ không quân thủy quân lục chiến Bill đã phát hiện mảnh vỡ của chiếc F-35B ở hạt William Burst, cách Charleston khoảng 2 giờ đi xe về phía đông bắc. Đây là kết quả sau được tìm kiếm với sự phối hợp chặt chẽ cùng với chính quyền địa phương. Quyền chỉ huy hoạt động tìm kiếm và thu hồi tiêm kích đã được bàn giao cho Thủy quân lục chiến Mỹ. Thông báo có đoạn, người dân nên tránh xa khu vực trong lúc các binh sĩ thị sát và đảm bảo an ninh tại bãi mảnh vỡ. Tiêm kích tàng hình f 35 b thuộc phi đoàn huấn luyện tấn công thủy quân lục chiến số 501 VMFAT 501 gặp sự cố trong chuyến bay tại khu vực Beaufort, bang Nam Carolina vào ngày 17 tháng 9. Phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn, được giải cứu và đưa đến bệnh viện điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, các quan chức thủy quân lục chiến Mỹ thừa nhận đã mất dấu máy bay sau khi phi công nhảy dù, buộc họ đăng thông báo kêu gọi người dân cung cấp thông tin có thể hỗ trợ nỗ lực thu hồi tiêm kích. Dữ liệu theo dõi hàng không dân dụng cho thấy, hàng loạt phi cơ đã quần thảo trên khu vực rừng và cánh đồng căn cứ của Tây Charleston, khoảng 120 km về phía Bắc. Việc thất lạc tiêm kích f đã khiến cho quân đội Mỹ hứng chịu nhiều chỉ trích từ quan chức và người dùng mạng xã hội. Nghị sĩ Nancy Mace, người đại diện khu vực Charleston tại Hạ viện Mỹ nói rằng, làm thế nào mà quý vị để mất một chiếc F-35? Tại sao nó không được lắp thiết bị định vị? Buộc chúng ta kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm máy bay. VM FAT-501 là phi đoàn huấn luyện của Thủy quân lục chiến Mỹ, được biên chế 28 tiêm kích tàng hình F-35B và có nhiệm vụ đào tạo phi công cho các phi đoàn triển khai trên tàu sân bay. Một tiêm kích F-35B của VMFA-501 gặp nạn tại bang Nam Carolina ngày 28 tháng 9 năm 2018 và bị phá hủy hoàn toàn. F-35B là phiên bản được phát triển cho thủy quân lục chiến Mỹ, nổi bật nhờ khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, cho phép nó hoạt động trên các tàu đổ bộ có sàn đáp nhỏ hơn tàu sân bay thông thường. Tuy nhiên, hệ thống Stokes cồng kềnh khiến cho F35B có tầm hoạt động và khả năng cơ động thua kém biến thể F35A của không quân và F35C của hải quân. Ngoài thủy quân lục chiến Mỹ, một số quốc gia đồng minh của Washington cũng đặt mua và đang biên chế dòng F35B. Cuối cùng thêm một lời kết Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV e Post Time. Kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.